Xin chào tất cả các bạn, mình là Hạ Sirius. Hôm nay chúng ta sẽ cùng quay lại chủ đề con nào sẽ thắng. Hai đối thủ của ngày hôm nay sẽ là T-Rex và Triceratops. Đầu tiên chúng ta hãy tìm hiểu một chút về chúng nhé. T-Rex hay khủng long bảo chúa là chi lớn nhất trong họ Tyrannosauridae. Chúng là loài săn mồi mạnh mẽ, đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn. Một con T-Rex khi trưởng thành đạt trọng lượng 8 tấn, dài 13,1 mét và có thể cao 6,1 mét nếu đứng thẳng. Nó có hơn 60 chiếc răng to, dài 20cm thích hợp cho việc xẻ thịt, hàm to và cực khỏe, rộng tới 1,2 mét, lực cắn đạt 3,1 đến 9,1 tấn. Khủng long bảo chúa khá thông minh so với những con khủng long bình thường vì chúng có bộ não to hơn, chúng có tầm nhìn tốt hơn, gấp 6 lần người bình thường, tốc độ chạy có thể lên đến 40 km/h. T-Rex vừa là loài săn mồi, vừa ăn xác thối. Chúng có thể săn khủng long ăn cỏ cổ dài hoặc khủng long bọc giáp như Ankylosaurus, vì thế chúng có kỹ năng chiến đấu rất tốt. Khủng long bảo chúa có cái đầu to và nặng, có thể hút đối phương, có chiếc đuôi khỏe, có thể quật ngã đối thủ. Tuy nhiên, ngược lại, T-Rex chỉ có hai chân để giữ thăng bằng cơ thể, vì vậy nó cũng có thể ngã nhào nếu bị một lực đẩy đủ mạnh. Tiếp theo đến thanh niên Triceratops. Cá thể Triceratops khi trưởng thành ước tính đạt chiều dài 7,9 tới 9 mét, cao 2,9 tới 3 mét, nặng 6,1 tới 12 tấn. Triceratops, tiếng Hy Lạp có nghĩa là mặt ba sừng, được gọi thông tục là khủng long ba sừng hay tam giác long, là một chi khủng long ăn cỏ thuộc họ Ceratopsidae, sống vào thời kỳ cuối kỷ phấn trắng, tức từ 70 tới 65 triệu năm trước, ở Bắc Mỹ ngày nay. Nó là một trong những chi khủng long chân thú cuối cùng được biết tới và đã tuyệt chủng vào sự kiện tuyệt chủng kỷ Creta 66 triệu năm trước. Nhiều giả thuyết cho rằng Torosaurus chính là hình dạng của Triceratops khi trưởng thành. Tuy nhiên cân nặng của Torosaurus chỉ đạt 4-6 tấn. Tam giác long có dìm xương lớn và ba sừng trên một cơ thể lớn bốn chân, tương tự như loài tê giác hiện đại. Triceratops là một trong những khủng long nổi tiếng nhất và là Ceratopsidae được biết đến nhiều nhất. Nó sống chung môi trường và có thể là con mồi của Tyrannosaurus. Mặc dù không chắc chắn rằng cả hai có đánh nhau như trong tranh ảnh và phim không, tốc độ chạy tối đa của Triceratops đạt 32 km/h. Công dụng của diêm và sừng từ lâu đã được tranh luận. Theo truyền thống, chúng được xem là vũ khí phòng thủ, chống lại khủng long ăn thịt. Theo các thuyết gần đây hơn, không có sự có mặt của mạch máu, cho thấy chúng có thể được dùng để nhận dạng nhau, tán tỉnh và thể hiện sự thống trị, giống như gạc và sừng của tuần lộc, dê núi và kiến vương hiện đại. Chúng có một trong số những hộp sọ động vật trên cạn lớn nhất. Hộp sọ lớn nhất được biết đến ước tính dài 2,5 mét nếu hoàn chỉnh và có thể chiếm tới 1/3 chiều dài con vật. Nó có một sừng đơn nằm ngay trên lỗ mũi và một cặp sừng dài khoảng 1 mét nằm phía trên mắt. Sau hộp sọ có một dìm xương ngắn. Tuy là khủng long ăn cỏ, nhưng Triceratops sở hữu lực cắn thuộc top 3 khủng long trên cạn, đạt 3,63 đến 4,09 tấn, chỉ thua mỗi Torosaurus và T-Rex. Điểm mạnh của T-Rex là nhanh nhẹn hơn, có kỹ năng tấn công và kết liễu đối thủ tốt hơn vì là loài săn mồi. Điểm mạnh của Triceratops là có chiếc sừng chết người có thể gây sát thương lớn cho địch thủ, có dìm xương lớn bảo vệ phía trước. Triceratops là một trong những đối thủ mà T-Rex sẽ rất e ngại nếu phải chạm trán. Kết quả của trận đấu cũng phụ thuộc vào việc Triceratops sẽ quyết định như thế nào khi gặp T-Rex. Nó sẽ bỏ chạy hay là ở lại phòng thủ? Nếu như bỏ chạy thì sẽ rất nguy hiểm vì T-Rex sẽ đuổi kịp và tấn công vào phía sau. Còn nếu nó phòng thủ ở lại thì T-Rex sẽ rất khó để tấn công.
Ngoài tự nhiên, có lẽ T-Rex sẽ tránh đụng độ với một con Triceratops trưởng thành. Tuy nhiên, giả sử chúng phải chiến đấu để tìm ra kẻ thắng cuộc, T-Rex có thể cắn vào chân làm tam giác long mất thăng bằng và khó di chuyển, rồi nhanh chóng cắn vào dưới cổ. Tam giác long thì có thể tông hoặc cắn vào chân T-Rex. Nó cũng có thể lao đến đâm sừng thẳng vào cơ thể của T-Rex. Mình nghĩ rằng với kỹ năng kết liễu của loài săn mồi, T-Rex vẫn sẽ giành chiến thắng với tỷ lệ cao hơn. Cụ thể, phần thắng của khủng long bạo chúa sẽ chiếm 60% và phần thắng của Triceratops sẽ là 40%. Ok, giờ mình sẽ thử cho T-Rex và Triceratops đấu với nhau thử. Chính xác hơn là mình sẽ chơi game. Mình sẽ sử dụng T-Rex và đấu với con tam giác long nha các bạn. Battle 1. Fight! Battle 2. Fight! Vậy là T-Rex đã giành chiến thắng. Ok, bây giờ T-Rex sẽ đấu với một đối thủ khác, hơi ngoài lề một chút tại vì nó không phải là Triceratops, nó là Gigantosaurus. Mình sẽ đánh thử với con này xem có thắng không. Battle 1. Fight! Battle 2. Fight!
Ok, vậy là cuối cùng T-Rex vẫn là người giành chiến thắng. Nếu như các bạn muốn xem nhiều trận đấu của T-Rex trong game hơn thì có thể nhấn vào video ở trên màn hình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.